Rồi buổi trưa giờ này mấy giờ ta? 5 giờ, bố lộc 3 giờ rồi. 3 giờ 10, 3 giờ 20 rồi. Coi lại coi, coi lại coi. 3 giờ 15. Phải không ạ? 3 giờ 15. À, 3 giờ 15 ha. Ừ. Thì trời rất là nắng luôn. Mà cô từ thành phố Hồ Chí Minh là Tây Thạnh đúng không? Tân Thạnh. Tây Thạnh quận Tân Phú, Tân Kỳ, Tây Tân Thạnh Quý quá á. cô. Ngay chỗ khu công nghiệp Tân Tây Thạnh á, đúng không cô? Mà Rồi, anh Tài anh ở bên Sài Gòn, anh rành ghê đường nó luôn rất á. là rộng. Em con cũng tò mò cái bịch đen là cái gì nè. Bây giờ mình từ từ nha, đừng có hồi hộp đó À, theo nha. tôi đoán là sẽ có ba cây nhang lớn á. Đúng rồi. Đó. Tiếp theo là giấy vàng bạc. À, tiếp theo dạ. là cái Tiếp theo là đèn con cầy. đèn đúng không cô? Có đèn cầy nữa không cô? Đồ Wow, vậy có giờ đoán của con là đúng hai cái ha, màu đoán đen được nghe với cái đèn cầy. Mình xé được không cô? Nè em cầm hộ anh để anh hỗ trợ cô tháo cái bịch này ra đi. Ở trong đây là cái gì đây? Cái bịch gì đây? Thứ nhất là đèn cầy nè. Đó. Con nhìn trộm hay lắm á. Mà oxy hả cô? Con lấy luôn nha. Bóng cá chai. Cái này có cô cái cô. Bạc là một lát anh em mình đốt bịch nghỉ luôn nè. Cái cô kia gửi. Cái này ăn liền được hả? Cái này mình bỏ trong hầm bên đây hả cô? Giấy tiền vàng bạc nè nó. Ở nhà có trái dừa rồi nha. Tiền đô, ủa tiền tiền đô, tiền tiền Úc, tiền Mỹ, tiền Nhật quá trời luôn. Nay con biết gì sao hơn, bữa nay ngày 14 mình phải. À 14. 14 âm lịch hả con? 14 âm lịch. Ồ, giấy tiền vàng bạc có trái dừa. Mở luôn cho cô rồi, cái mâm luôn. Hai ốp nhang to đùng luôn, khổng lồ luôn. Cái mâm đó ha. Thêm cái mâm nữa hả? Để cái mâm nhỏ được không? Kệ cái mâm nhỏ đó cô, cái đó được không? Mâm bự thì đây nè. Đây dĩa thiếu chứ mâm có nhiều cô. Dạ. Mình chơi cúng mâm thôi chứ không cúng dĩa nữa. Ô đèn cầy 6 cây đèn cầy luôn. Vậy là con đoán đúng, có nhang, có tiền vàng bạc, có đèn cầy. Vậy là cái bí mật trong cái bịch đen đã được mình thấy rồi nha. Bí mật đã được bật mí ha. Bật mí rồi. Bây giờ mình hỗ trợ cô kiếm cái ghế đem ra. Trời ơi, con mua tới ba cái bó nhang khổng lồ ha. Rồi thêm ba cây nhang bự nữa. Rồi ba cái cây nhang siêu to khổng lồ. À, hoa này của cô luôn phải không? Bây giờ để con kiếm bình nha. Chờ cô xíu để cô chưng cho. Dạ, à, cô chưng cho. Nhưng mà con kiếm bình sẵn cho cô. Đúng rồi. Con kiếm bình cho. Kéo đó anh Tài. Không biết. Ủa. Đây con tìm được cái bình hoa cho cô mà cái bình này nó hơi nhỏ. Mình gì lóc gì đó. Mùng mấy á, mùng 2 á, cô có 5 thùng nước suối đó. À. Cô đó. Cô tên gì cô? Cô gái rồi công mà. Ông nói là cô 70 tuổi, nhìn cô có 70 tuổi không? Đâu. Con nghĩ đó. Cô sinh năm 70 mà nói lộn á. 70 hả? Nói lộn hả? Ý là xin nói là năm sinh 70. Năm 70. Là cô. Dạ, con kéo cho cô rồi cô ơi. Rồi, cảm ơn cô. Nãy cô nói Nguyễn Hữu Tiến hả? Ở Nguyễn Hữu Tiến. Gần đại học công nghiệp thực phẩm đó không cô? Dạ, con la dẫn cho cô nha. Rồi, mình tuốt bớt lá ha cái. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cô đến là ngồi ngay gốc này nè. Dạ. Không có thể nào mà chen vô được. Dạ. Ngồi á, ngồi mà chắp tay lại niệm Phật. Vậy là lần thứ hai hả cô? Quá tuyệt vời, từ bên đó mà cô đi qua đưa luôn. Cô đi trước hay là cô đi cùng cô? Sao con? Cô đi đưa cậu Năm á, đi trước hay là đi cùng luôn? Cô tới nhà nhưng mà nó xe nó đông quá hả? Đông quá. Được, bắt đầu mình chạy thẳng xuống đây luôn. Không đủ là cô bao ráp đi. Dạ. Dạ. Là cái bữa đưa hả cô? Hôm nay cô cũng đi ráp luôn. Con đoán là chắc là cô chạy xe không được không cô? Sao vậy? Dạ thì thường là nếu mà xuống đường thì mình đi xe nó khỏe hơn là đi ráp. Phải không cô? Ừ. Dạ. Còn nếu mà cô đi ráp thì chắc chắn là cô biết chạy xe rồi. Quá tuyệt vời, cô muốn tự tay cắm cả nhà để bày tỏ tấm lòng của cô đối với cậu Năm. Mình không có sợ bị lạc đường đúng không cô? Dạ. Với lại mấy anh chạy cũng an toàn nữa. Cô giáo chú là cô định là chưa có lên nha. Dạ. Tại vì cô thấy chú đêm hôm. Dạ. Oh, thôi cô dễ lời hôm con nằm mơ. Đúng rồi. Hôm nay là gần cả 2 tháng là mới thấy chú. Dạ. Trời. Dạ. Mới thấy chú á. Mới thấy chú. Là lần đầu tiên luôn hay là lần đầu tiên luôn. Cậu Năm có nói gì với cô không cô? Rồi chú về chú báo sao cô? Chú trắng ngõn à. Chú trắng ngõn à. Giỏi xíu à. Dạ, cô nói là anh ở đây đi để một lát này. Rồi anh tắm rửa rồi anh vô xong ra với anh. Dạ. Cái cô tắm. Cô quay lại, cô thấy chú đâu mất tiêu. Dạ là như đó thôi hả cô? Ừ.
Thôi giống như là cô chú báo là cô lên viếng mộ cô chú á. Ồ cấm nãy con có châm nước rồi. Dạ. Nói chung là giấc mộng. Cô đổ đổ ra mộng bớt miếng đi cô. Cũng mừng lắm cô. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cô mới giáo nè. Dạ. Cô lên không được, cô nói thôi để khi nào đi. Cái cô nằm cô thấy lòng không an tâm. Thôi dạ. Cô đi. Bởi vì cô nói là có rất là nhiều cô chú là đã nằm mơ thấy cầu năm. Mà mỗi khi mà nằm mơ thấy là chắc chắn là sáng hôm sau là cũng đến. Đây cả nhà, cô có đem mấy mâm lễ luôn nè. Trái mãng cầu, cà phê mà tiếc rằng là hết cái nước đá rồi. Có trái dừa và một mâm tiền vàng bạc luôn. Bên cạnh thì có nhang, đèn cầy và hoa. Bên đó để lắm mình bỏ mấy cái mâm hết cô. Nhưng mà những phần mà có để cho cô luôn đầu á là. Ô mình để đó mình nó có ngã không cô? Sợ ngã. Uống cầu cho cầu năm uống cà phê đen luôn đi. Anh ơi em mua cà phê mà anh sợ nó tan. Thôi giờ anh uống cà phê. Cà phê đen đỡ ha. Cô coi chừng cô đi phía sau cắm nhang. Cô vô đi cô cắm nhang đi cô. Cái này là cô mua nhang. Dạ, con có mấy anh youtuber cũng hỗ trợ cô sắp và đem ra. Rồi, chắc được ha cô. Bây giờ con sắp lại cho nó đều ha. Nhang với ba mâm lễ, một bình hoa, cộng với một ly cà phê. Một gói ba số. Gói ba số 5 luôn và với lại cái gì? Đồ chay ha, bóng cá gì đó. Có đồ chay luôn ha. Nè bóng cá chay vậy nè. Cái này là bóng cá chay ha con. Đúng rồi. Rồi mọi người. Mình lật lại bóng cá chay luôn. Lật lại đúng rồi. Đúng rồi. Bóng cá chay. Có bóng cá chay để trái dừa để cái mảng cầu đi. Mình để trên cái mảng cầu đi ha. Để cái bình bánh dựng lên. Rồi thôi cô lấy hút rồi cô mời cậu Năm luôn đi ha. Lại tính cô để dừa trên bàn chút. Hết chỗ rồi cô ơi. Chỉ có là để cái dĩa măng cầu đó xuống rồi để cái dừa lên. Con dĩa măng cầu đó lâu chưa? Dạ hết chỗ. Một cái dừa luôn ha mọi người ha. Thì hiện tại con xin phép để con lấy ăn cầu. Hôm nay tại vì nãy. Quá tuyệt vời luôn. Cô sắp xếp rất là tỉ mỉ luôn cả nhà. Tình cảm của cô dành cho chú là rất là nhiều luôn á. Cô từ Sài Gòn cô mang ba số là... biết cậu thích ba số. Ba mâm ha, một mâm là nhang đèn cũng như là thuốc. Châm thuốc kìa, 15S ông biết hút thuốc không? Hút thuốc đốt thuốc. Rồi hỏi để 15S mọi thuốc giúp cô ha. Không biết lại còn không quen không. Đây nè, bên đây nè. Con cảm hút cho cô luôn nha cô. Con nghĩ là tối thấp cho chú ha. Dạ dạ. Ở trên đây mình nhiều quá rồi. Dạ dạ. Dạ. Dạ để tụi con. Buổi tối thì rất là cần đèn cầy để thắp. Buổi tối là thắp một bên là 4 cây, 5 cây luôn đó cô. Cô đây thì ở quận Tân Phú. Cô đã từng gọi là có 5 thùng nước suối cho mình đó. Cô tên gì vậy cô? Cô gái hả? Tên là cô gái luôn hả cô? Cô gái Gò Công. Đó là nickname hả? Nickname cô gái Gò Công. Nickname là cô gái Gò Công ha. Tên thiệt của mình cô tiết lộ được không? Dạ được cô tên đó luôn hả? Cô tên đó luôn hả? Giờ này đốt ngang nó luôn hả cô? Ồ cô tên cô gái. Cô gái Gò Công. Cô lấy dầu phải không? Cô nhúng vô đây cô nhúng vô cái đèn cầy á là nó cháy luôn rồi cô nhúng vô cái cô đốt nó cháy luôn à. Cái cây đó nhỏ nhúng vô vậy. Đúng rồi cô. Rồi. Cũng đang tới đây để mà chỉnh lại cái bình hoa tàn rồi chị. của cô gái Gò Công ha. Đây là cô muốn cậu Năm có tiền có vàng có bạc để chắc đi từ thiện quá ha. Một mâm chứ không có ít đâu nha. Thích làm từ thiện. Thì tiền này nãy như mình thấy có là tiền đô đúng không? Tiền đô, tiền Việt có. Rồi tiền đô nè, tiền Việt nè, rồi euro nữa thì phải. Euro, rồi bạc nữa, có vàng thì phải có bạc.
rồi đây nè. Đúng rồi. Này cái này là thấy cái này đẹp nè. Cái này là tiền 200 ngàn tiền địa phủ ha. Cô đem tới luôn ha. Cô đem tới. Nhìn đem nhìn đem giống như tiền thiệt ha. Tốt, nhưng mà em nhỏ hơn anh một con. Này là polymer đó, chắc lẽ là polymer đó. Nhỏ hơn một con giáp ha. Vậy là 50 56 53 tính sao tới 56 dữ rồi vượt xe. Quanh quanh 12 tuổi ha. À 12. Mình tính có mình chữ 10. Tối này là cô thấy cháy không cô? Con nghĩ là mình sẽ đốt lâu lâu xíu. Cô gái con nghe tin con là Thảo không? Dạ, của con tin con không? Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn cô đã xem ủng hộ con. Cô có con kênh là tin tài không? Trời ơi, cô nói chung là mấy đứa là cô theo suốt luôn. Dạ. Dạ. Trời ơi, con là khán giả tới đây sau nghe chắc... con là biết tên Thảo luôn. Cô có bao giờ comment trên kênh không? Để con biết bữa sau cô vô con chào cô. Cô... Cái nickname cô là gì? Cô hả? Dạ. Ý là cái nick mà cô hay comment trên YouTube của mấy anh em không? Có hay comment không? Có. Cô gì cô nói đi, bữa nào cô vô anh em cô nóng. Cô ở đây được con chào. Cô nóng đổ mồ hôi hết rồi cả nhà. Có gì không? Chưa đều. Cô đang thắp hương ba cây nhang rất là to mọi người. Cô quỳ xuống để thắp hương khoảng năm luôn mọi người. Thì được nghĩ thì trong cái thời gian nghỉ lễ mấy ngày hôm qua thì người hâm mộ đến cũng rất là đông ha. Để quyến đầu năm tại vì nghỉ lễ cũng rất là lâu mọi người, 4 ngày. Đây, trái dừa bông. Có một trái dừa luôn mọi người. À, hiện tại là được 5 mâm rồi ha. Bên kia là nước, bưởi. Bên đây là 3 mâm mới rồi. Cô gái ở Gò Công đó mọi người. Thì bây giờ cô thắp hương xong rồi, bây giờ cắm ba cây nhang rất là to lên trên cái lưng hương của cậu Năm nè mọi người. Chị khấn nguyện rất là lâu cả nhà, chị hồi hướng cho cậu Năm. Chị đến đây thì cũng có những mâm lễ như tiền vàng bạc nè, mẫn cầu, thuốc lá, thuốc ba số 5. Bên cạnh đó là có cá bóng chay gì đó, thêm là nhang đèn, nhang và đèn cầy, đèn sáp đó cả nhà. Một chai dừa, một bình hoa, cũng như là có một ly cà phê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha này chắc khóc cũng được lâu anh hè. Ừ. Được không? Thuốc phải cô đốt không ta? Ừ, thuốc cô mới đốt luôn á. Nè. Không có bị rớt ha. Còn 5 trứng rồi. Còn 5 trứng rồi đó. Và cây nhang này đốt ít nhất anh cũng nghĩ là 2 đến 3 tiếng á. Đúng không? Nhang này cũng vậy nha. Nhang này đốt khoảng mấy tiếng hả? Mấy tiếng á, 2 đến 3 tiếng. Mấy tiếng luôn anh. Ồ, 3 cây nhang. Cộng với lại đây là một bình hoa nè. Trái dừa nè. Lầy nhang của cô nè, đèn của cô luôn nè. À, trái măng cầu với to to không thấy không? Măng cầu với to to không cả nhà? Măng cầu này là măng cầu dai gì đó. Đó. Mình từ dưới đó chạy lên đây luôn hả cô? Đó. Thôi, cô ướt đẫm mồ hôi luôn. Nóng. Dạ. Dạ. Quê con cũng gò công nè. Quá trời tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Làm có làm YouTube không? Tấm lòng của cô chú anh chị. Rồi có lẽ là em xin tạm dừng cái video này ở đây cả nhà ơi. Thì em muốn chia sẻ những khoảnh khắc mà cô chú anh chị đến đây để cho cả nhà mình được xem rõ chi tiết hơn ha. Thì những khoảnh khắc này thì tầm em sẽ cố gắng gói gọn trong khoảng 10 đến 15 phút thôi để cho nó dễ xem, dễ không mất thời gian của cô chú anh chị. Và em xin phép tạm dừng video này ở đây ha cả nhà. Thì em xin nhắc lại ha, thì cô đó thì ở Gò Công, Tiền Giang nhưng mà làm thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên cô xuống đây có những mâm lễ như là giấy tiền vàng bạc nè, măng cầu nè, cá bóng chay, thuốc lá như là nhang và đèn cầy. Bên cạnh có trái dừa, cộng với là bình bông với cho một ly cà phê. Biết cô Năm thích uống cà phê á. Nên thì cả nhà kìa, thấy chị ấy, cô ấy đang sờ dĩ ảnh của cô Năm. Nó. Rồi, có lẽ là em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau nha. Bye bye cả nhà.